Xin chào tất cả các khán giả đang theo dõi livestream của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại phòng sinh thường để đồng hành cùng mẹ bầu Trần Thị Ly trong hành trình vượt cạn đón con yêu chào đời. Trước khi vào phòng sinh thường thì chị Ly có chia sẻ với chúng tôi rằng chị cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên chị Ly hãy yên tâm nhé. Với ekip bác sĩ sản khoa chuyên môn cao cùng đội ngũ nữ hộ sinh và điều dưỡng giàu kinh nghiệm tại Thu Cúc TCI, chúng tôi tin là ca sinh thường của chị sẽ thành công thôi ạ. Các bạn hãy gửi thật nhiều lời chúc tới chị Ly bằng cách comment ngay tại post livestream này để động viên cho chị sớm mẹ tròn con vuông nhé. Ngoài ra trong livestream ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một chủ đề được rất nhiều mẹ quan tâm, đó là thai có cân nặng như thế nào thì có thể đẻ thường được. Đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi thắc mắc nếu như các bạn cũng đang quan tâm tới vấn đề này nhé. Các bác sĩ của chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp một cách nhanh nhất cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với ca sinh của chị Ly và cùng chúc cho chị ấy vượt cạn thành công mẹ tròn con vuông nhé. Đồng hành trong ca vượt cạn của chị Ly ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Văn Hà cùng ekip các bạn ạ. Bác Hà là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong đỡ đẻ mổ đẻ, đặc biệt là xử lý các ca sinh khó. Ngoài ra thì bác sĩ Hà còn luôn có những lời động viên tích cực và kịp thời tới các mẹ bầu. Bác rất giỏi vận dụng tâm lý giúp các mẹ bầu vượt qua được sự lo lắng hồi hộp trong quá trình chuyển dạ. Vậy nên chị Ly hãy yên tâm và làm theo đúng hướng dẫn của bác sĩ và ekip để em bé được chào đời một cách dễ dàng. Hãy cùng chúng tôi đếm ngược khoảnh khắc thiêng liêng này cùng chị Ly các bạn nhé. Như chúng ta đã thấy, hiện tại chị Ly đang được các bác sĩ và nữ hộ sinh hướng dẫn cách dặn đẻ đúng kỹ thuật. Có thể thấy, mẹ Thu đang dặn đẻ rất mạnh mẽ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Các nữ hộ sinh liên tục hướng dẫn mẹ Thu cách lấy hơi và dặn đẻ đúng cách. Các bạn ơi, chúng tôi đã nhìn thấy phần đầu của em bé xuất hiện rồi ạ. Bằng các kỹ thuật đỡ đẻ chuyên nghiệp của bác sĩ Hà, dần dần em bé của chúng ta đã ra ngoài an toàn. Vâng các bạn ơi, chúng ta đã nghe thấy bác sĩ và các nữ hộ sinh chúc mừng mẹ Ly rồi. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của ekip đỡ đẻ và sự nỗ lực phi thường của chị Ly mà em bé đã chào đời an toàn rồi. Là một bé trai vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu, xin chúc mừng chị Ly và gia đình nhé. Các bạn hãy cùng thả tim và gửi những lời chúc tốt đẹp tới hai mẹ con chị Ly đi ạ. Em bé đang được bác sĩ thao tác cắt dây rốn chậm đây ạ. Việc cắt dây rốn chậm mang đến cho em bé rất nhiều lợi ích như tăng khả năng vận động cho bé, hạn chế nguy cơ thiếu máu, trẻ được cung cấp thêm sắt, ngăn ngừa sự thiếu hụt chất khoáng trong cơ thể và tác động tích cực đến sự phát triển não bộ. Hiện tại thì em bé vừa được vệ sinh và lau gây xong. Như các bạn có thể thấy thì em bé nhà chị Ly trộm vía rất đáng yêu phải không ạ? Bên cạnh đó, trong những ngày lưu viện tại Thu Cúc TCI, các bác sĩ sẽ thường xuyên thăm khám sức khỏe cho cả mẹ và bé để đảm bảo hai mẹ con hoàn toàn khỏe mạnh trước khi xuất viện. Do đó mẹ Ly hãy hoàn toàn yên tâm nhé. Trong lúc này thì cô điều dưỡng đang mang vòng tay định danh ra chỗ mẹ Ly để đối chiếu các thông tin. Vòng tay định danh sẽ được mẹ và bé đeo liên tục trong suốt thời gian nằm viện để đảm bảo không có sự nhầm lẫn mỗi khi con được đưa đi tắm hoặc đi tiêm đó các bạn ạ. Các bạn có tò mò về cân nặng của em bé không? Hãy theo chân nữ hộ sinh và cùng đoán xem em bé của chúng ta được bao nhiêu kg nhé. Vâng, sau khi trừ khăn quấn ngoài thì em bé của chúng ta nặng 3 cân 2 ạ. Một mức cân nặng vừa phải chấm một lần nữa xin chúc mừng chị Ly và gia đình đã đón thêm một thành viên mới, con trai vô cùng kháu khỉnh và bụ bấm ạ. Lúc này thì em bé của chúng ta đã được hỗ trợ để áp ra với mẹ rồi đấy ạ. Cảm giác ôm con vào lòng khi mới sinh là một trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời mỗi người phụ nữ. Đó cũng là cách mà mẹ thể hiện tình yêu thương, là sợi dây gắn kết tình mẫu tử. Đồng thời giúp em bé cảm nhận sự quen thuộc cũng như hơi ấm của người mẹ. Quá trình ra kề ra với mẹ sẽ được Bệnh viện Thu Cúc TCI hỗ trợ ngay sau khi mẹ sinh em bé, nhằm kích thích nội tiết trong cơ thể người mẹ, giúp mẹ mau có sữa. Và trong lúc chờ hai mẹ con thực hiện ra kề ra,
với nhau thì chúng ta sẽ cùng trao đổi thông tin về chủ đề đang được rất nhiều mẹ bầu quan tâm mà chúng tôi đã đề cập đến từ đầu livestream, đó là câu hỏi: thai có cân nặng như thế nào thì có thể đẻ thường được? Vâng, theo thống kê thì cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh ở Việt Nam sẽ từ 2 cân 9 đến 3 cân rưỡi. Nếu cân nặng của bé vượt nhiều so với mức trung bình thì sẽ được gọi là thai to. Đối với những em bé có cân nặng bình thường từ 2,8 tới khoảng 3,5 kg, sinh thường chính là phương pháp sinh tốt nhất. Tất nhiên, cân nặng không phải yếu tố duy nhất để bác sĩ căn cứ đưa ra phương án đẻ thường hay đẻ mổ, mà còn cần xét đến các yếu tố khác như ngôi thai, đường kính lưỡng đỉnh, sức khỏe của mẹ và một vài yếu tố khác. Nếu thai nhi nặng từ 4 cân trở lên thì bác sĩ sẽ chỉ định mổ, không khuyến khích đẻ thường vì những trường hợp này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé như sang chấn sản khoa lúc sinh, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu sản, vân vân. Trong trường hợp mẹ sinh con so sẽ khó khăn hơn so với người đã từng đẻ thường đường dưới. Do đó, với con so, tiêu chuẩn thai to cũng hạ thấp hơn một chút, chỉ cần trên 3 cân rưỡi là đã cân nhắc mổ đẻ. Đặc biệt, từ khi thai trên 3 cân rưỡi, bác sĩ cũng phải theo dõi rất sát và bàn bạc xem nên cho sản phụ đẻ mổ hay đẻ thường. Thực chất, việc thai nhi phát triển quá to không phải là điều tốt, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Trong quá trình mang thai, nếu thai nhi phát triển quá to sẽ khiến tử cung kích thước rất lớn, gây chèn ép cơ hoành và làm cho người mẹ dễ mệt mỏi, khó thở. Chính vì vậy, để tránh tình trạng thừa cân ở thai nhi, ngay từ lúc mang thai mẹ bầu cần xây dựng thực đơn ăn uống khoa học, hạn chế tinh bột và đồ ngọt, chất béo. Ngoài ra mẹ cũng có thể vận động nhẹ nhàng như tập yoga bầu để đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh và an toàn các mẹ nhé. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thì khi các mẹ đăng ký thai sản chọn gói sẽ được các bác sĩ dự đoán trước về cân nặng thai nhi trong những lần khám thai định kỳ. Nếu thai nhi có trọng lượng vượt chuẩn, chuyên gia dinh dưỡng của chúng tôi sẽ tư vấn điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt dựa trên các chỉ số về chiều cao cân nặng của mẹ, cũng như các tiền sử bệnh lý mà mẹ mắc phải trước và trong quá trình mang thai để em bé được phát triển khỏe mạnh. Sau khi áp da với mẹ xong, em bé của chúng ta đang được cô điều dưỡng mặc quần áo. Khi sinh tại Thu Cúc TCI, bố mẹ không cần chuẩn bị quần áo hay găng tay, găng chân cho con trong lúc lưu viện vì sẽ được bệnh viện cung cấp hoàn toàn bố mẹ nhé. Đây là thời gian con đang được ủ ấp và theo dõi thêm tại phòng sinh. Con rất ngoan và hợp tác. Em bé của chúng ta trộm vía rất đáng yêu với làn da trắng và đôi môi xinh các bạn ạ. Lúc này em bé của chúng ta đang tạm biệt mẹ để chuẩn bị ra ngoài gặp bố đấy ạ. Vậy là em bé của chúng ta đã được gặp bố rồi. Trộm vía con nằm trong lòng bố rất là ngoan đấy ạ. Có vẻ như ông bố của chúng ta bế con rất khéo léo và thành thục phải không ạ? Một lần nữa xin được chúc mừng gia đình chị Ly, cảm ơn vợ chồng anh chị đã tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Thu Cúc là nơi đón con yêu chào đời. Và chúc cho em bé của chúng ta khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn ạ. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa được theo dõi quá trình sinh thường của mẹ bầu Trần Thị Ly và đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp hoặc muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ thai sản của Bệnh viện Thu Cúc TCI thì hãy inbox để được chúng tôi tư vấn miễn phí nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các livestream tiếp theo.